chứ không phải như chỗ khác cá tra không thì nó không sao. Còn cá tra đây là cá tra, ở vùng An Giang có một cái câu là sông Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xa, tại lực giật lực nước chảy rất là xấy, mà mỗi khi mà cái những cái chiếc thuyền bè ngang đây á, thì trước đây thường rất là dễ bị đắm chìm, và nó là nơi giao nhau của hai dòng nước của sông Tiền và sông Hậu. Phía bên đây là sông Tiền, bên kia là sông Hậu, và nó cách nhau bởi một cái con cồn á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì Bùi Hồ đang ở nhà chú Út á. Mình sẽ thực hiện clip thứ hai này tại vì chú Út nói cá tra muốn lên á, thì vào khi mà mặt trời sập tối á thì lên. Và có chia sẻ với lại ông Út gần á, ông Út cho hay á, thì từ khi có đàn cá tra này, từ khi có những cái đàn cá này thì mọi người ở đây họ rất là hiếu kỳ. Và mà hàng ngày á thì những người dân ở đây họ sinh sống ở đây và họ đến đây họ phải xem hàng trăm, hàng đôi khi lên đến hàng trăm người vào một buổi chiều như thế này. Và để giữ cho cá ở đây thì ông Út cất luôn cả một cái nhà để mà giữ đàn cá này. Và đằng kia thì cô bác quý anh chị sẽ thấy một cái treo ở trên cái cột đó, là một cái máy nghe kinh Phật á, và niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm nguyện của chú là muốn cho đàn cá được nghe kinh luôn. Và đến đây thì vẫn chú Út vẫn đang nói cá nó sắp lên rồi, thấy không? Cô Thanh chọn một cái thế rất là đẹp ngồi bên kia kìa. Dạ. Dạ. Để chú Út đem cái đèn ra để cho nó thấy ánh sáng nó lại nó ăn, không? Dạ. Đó, đây là cá tra. Ở nơi khác thì cá tra nó ăn ngày chứ nơi đây nhiều loại quá. Nhiều loại quá, sống theo bầy đàn chia theo vùng. Gọi ông Út là một ông lão mà dụ đàn cá là xác thật luôn, tại vì cá thì trước đây con thấy là những cái đàn cá khác á cô thì nó tự nó vô à, này ông Út là dụ nó mới vô. Dụ mà người cho ăn giống như là thương tử nha. Câu cá. Ở một cái vùng này là nguyên một cái vùng sạt lở luôn. Và theo chia sẻ của Út thì nơi rất là hiểm trở. Dạ. Và chỗ này thật ra cô Thanh ngồi chỗ đó cũng nguy hiểm lắm á. Đây đó chị, chỗ đó cách vài năm nay thì nó đã sạt lở sâu ở dưới. Dạ. Dạ. Sâu ở dưới này sâu Út nó là đến 18 mét. Vậy là trước đây là ở có nhà chỗ này luôn hả ông Út? Lỡ người ta đi hết luôn hả? Con nghe An Giang một cái câu chuyện đó là sạt lở nuốt chửng hết mấy cái nhà phải khu vực này không Út? Mấy chục phần đất hả? Ở đây là mấy chục phần đất ở đó nằm vậy. Nó sạt lở một đêm là nó sạt lở hết luôn không Út? Không, cũng nhiều năm. Đêm thì nó chảy nhiều khi một hai nhà thôi. Lúc đó thì nhà ở đây người ta có bị nguy hiểm không Út? Nguy hiểm đi cha này. Rất nhiều luôn. Vừa là tối nó làm dữ lắm, làm nguyên khu vực. Dạ. Bây giờ đàn cá he đây nó vẫn đang lội chứ có lẽ là nó cứ sống lững lờ trên mặt nước kia kìa. Nó không nổi lên. Dạ. Ông Út chia sẻ là bao nhiêu loài cá này ông Út? 4 loài không? Đâu, mấy chục. Mấy chục loài luôn. Cá rô, cá chép, cá chê, cá lóc đủ hết. Mà xong cái gì nó vô hết. Mình mong là khoảng một vài tháng nữa thì ông sẽ có những cái loài cá số bầy đàn lớn và nó có thể đặt kẹo ở cái dòng sông này, dòng nước luôn.
nhìn mấy con cá he nhìn đã ghê á. Thật ra thì cá he cái đuôi của nó quậy nhỏ lắm nên là nữ là mình không có thấy được, nó quậy giống như những con cá chim. Cái đuôi của nó mềm, nó quậy cái mặt nước nó dao động không có nhiều, nhưng mà ở trong không biết là trong cái màn hình của mình thì thấy có gõ hay không, nhưng mà ở ngoài á thì mình thấy nó rất là đẹp, nguyên một cái vùng đỏ luôn. Ông Út ngưng rồi. Cô Lanh là không. Dạ. Tối nó mới lên. Dạ. Tối nó mới lên à, tối coi như tại vì nó nhiều loại quá, nó sống theo bầy đàn. Chứ không phải như chỗ khác, cá cha không thì nó không sao. Còn cá cha đây cá cha, sống theo cá cha, cái kê, cái he. Theo bầy đàn không à. Mỗi lần mà thức ăn ông út cứ gãi xuống rồi nó phải nó tập trung, nó ăn ngon lành luôn á. Cô Thanh ơi, bên kia kìa, khu vực đó kìa, ôi ôi nó đỏ nguyên một mặt nước luôn nè. Đó, không biết là thấy có gõ hay không nữa. Nó một cái khu vực này chia sẻ với cô bác của anh chị là ông út chỉ bông lưới á, bông lưới một phần ở trên mặt nước để hạn chế cái lượng thức ăn ngoài kia nó trôi đi ra ngoài kia thôi. Thấy nó cứ nheo nheo giống như là cái gì á, mặt nước nó cứ dao động nheo nheo á đó. Nhưng mà cá he thì số lượng nó nhiều lắm, nhưng mà nó cái mà nó không có lên hình nào được. Dạ, cái lực quạt nước của nó con à. Cái đuôi của nó lực quạt nước nó rất là yếu, nó không có lực để nó phóng ra khỏi mặt nước. Dạ, nó khi mà có được mà được đến đây xem trực tiếp nó mới thấy nó trực tiếp nó nào. Dạ. Rồi, nó sống như bầy đàn như đây, cái này phải được cái máy quay chuyên dụng của quay cận đó. Mình ở dưới cái nước thì nó đỏ, mà nếu mà cho ăn cá chim nó lên nó đen nguyên khu vực luôn. Dạ. Bây giờ mình cho cá chia cái hang trước. Cá chim giờ nào nó cũng ăn ăn như bò đó. Tối ngày. Ham ăn. Nhưng mà nó cũng hiền, nó không có phải như người ta nói là nó không dữ. Nói về cái con sông Vàm Nao á, cô bác quý anh chị, thì đây là một cái đoạn chính của sông Vàm Nao và cái lực nước chạy rất là dữ luôn. Ở vùng An Giang có một cái câu là sông Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xa, tại lực nước chạy rất là sấy, mà mỗi khi mà những cái chiếc thuyền bè ngang đây á thì trước đây thường rất là dễ bị đắm chìm, và nó là nơi giao nhau của hai dòng nước của sông Tiền và sông Hậu. Phía bên đây là sông Tiền, bên kia là sông Hậu, và nó cách nhau bởi một cái con cồn á, nên thành ở khi mà giao nhau của hai dòng nước nó sẽ tạo ra một lực sấy. Và nói về cá lớn thì ở sông Vàm Nao thì phải nói là số 1 luôn, đặc biệt là cá kiếm nè, cá hô khoảng con hơn 100 kg là chuyện bình thường. Cá bông lao luôn. Dạ. Dạ. Nói có chịu đó hả? Tháng này hả? Nói về sông Vàm Nao thì phải nói cô Thanh ở đây là số 1 luôn cô. Thì mình nhớ đi, tính ghi sổ. Ngày xưa ở đây con sông Vàm Nao này thì người dân, ngư dân ở đây họ sống khỏe nhờ con sông này. Có những người đi 500 đi. Dạ, cái sống. Bực mẹ kẹo đi, mượn 500 chi. Dạ. Cái đầu ông gác cái đó đó. Ngay chỗ cái ngọn đèn đó không Út? Dạ, đó là một cái bãi bồi đúng không Út? Ở đó nó sâu mị như trong á. Dạ, Phú Tân. Thì Phú Tân là một cái cồn hả cô? Không, hồi đó nó lở như vậy nè. Cù Lao luôn ha. Ở miền Tây thì cồn với lại Cù Lao là số 1 rồi. Đó, cá chê, em thấy cá chê bự không? Dạ. Cái đèn này là của ông Út, là đèn di động luôn á. Là có nghĩa là tối muốn coi cá tra thì ông Út cứ giờ cái bóng đèn xuống đây rồi xuống. Cá tra dạ. Kìa. Nãy giờ số lượng cá tra thấy rất là đông luôn. Ở đây thì mình thấy được con cá ở dưới đó là con cá điêu hồng. Ủa, con cá chép hồng. Chép hồng đó. Dạ. Ồ, nhiều ghê không? Ở khu vực ở ngoài kia thì cá he với lại cá chim. Còn ở đây thì khu vực này là của cá tra. Cá tra nó tấn công mạnh, dạ. Cá chim nó
con cá tra nó có vũ khí rất là hại, đó là cái cặp ngành của nó. Ông Út lấy niềm nuôi cá làm niềm vui. Ở hiện nay thì ánh đèn đã lên nè, và ông Út cứ cho ăn lai gai gì và cá này số lượng rất là nhiều luôn kìa. Nãy giờ thì lúc mà mình tắt máy quay á thì cái con cá bây giờ tối trong tràn nó làm cá chép hồng rất là đẹp luôn. Và hiện lúc nãy thì ông Út giải cho một cái đàn cá heo ngoài này ăn nè đó. Và hiện nay thì tới tiếp tục là cho đàn cá tra, ngay cả trong sàn ở trong nhà nó vẫn có nhiều không Út? Ồ dạ nhiều quá luôn kìa. Có nghĩa là ông Út đã nghiên cứu cái đặc tính của con cá sẵn rồi. Ờ, với lại số lượng cá tra nhiều quá cô Thanh. Nó ăn con này nó chồng lên con kia luôn và nó không có quậy. Còn con cá chim thì nó ăn nó quậy một cái đùng cái nó đi xuống, nó lên nó ăn đớp được ngồi cái nó chạy đi liền. Dạ, còn con cá này nó ăn à, nó cứ mà bò lên mình con kia nó ăn à. Nó hiền, nó không đâm cô. Ngày xưa giờ cô nghe cá tra ít đâm lắm. Nhưng mà ví dụ như cá trê hay là những loài cá ngát thì rất là dễ đâm. Nhưng mà cá tra thì ngày xưa giờ ít nó bị cá tra đâm lắm. Ở đằng kia thì có rất là nhiều người đến đây lại xem luôn. Ông Út chia sẻ rằng là hàng xóm lại xem nhiều lắm. Đây là cái nhà mà ông Út ông giữ cái đàn cá nè. Cất cái nhà này là hết bao nhiêu chi phí tiền ông Út? 6 mấy triệu. Ồ cất cái nhà này để giữ cá thôi cô Thanh, để vui với cá mà. Mọi người đến đây sẽ được uống cà phê bên bờ sông Nhật Nam. Dạ. Ông Út đang giữ cho cá nó lội ra từ từ. Mình cứ tưởng tượng quay vô cái góc này thì cứ tưởng tượng nó giống như là một cái ao hơn. Rồi nó cứ quậy nhẹ vậy á. Đó, lâu lâu cá he lại được ăn và cá chim là dành nữa kìa. Này cô bác của anh chị thấy rất nhiều đúng không? Nó cứ quậy liên tục đùng đến đằng kia. Thôi xin chào cô bác của anh chị. Cô bác của anh chị có về vùng đất huyện xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thì ghé ngay bến đò Thuận Giang, quẹo phải 50m hỏi ông Út thì có đàn cá tra, có đàn cá ở dưới sông á thì người ta sẽ biết à, người ta sẽ chỉ. Ngày xưa ở đây là con nghe nói là
là có cá cá hô loại lớn nhiều lắm không Úc? Ông Úc có gặp không? Cá hô lớn là bình thường. Dạ. 100 mấy ký. Ông Úc gặp con 100 mấy luôn hả? 200 mấy. 200 mấy luôn. Hình như ngày nào cũng gặp luôn. Bây giờ còn không Úc? Giờ tại chỉ 5-3 ký à. Ủa ngày xưa ông ngày nào cũng gặp luôn hả? Tao bắt được hay sao? Đây lúc này cũng có cá hô nữa đó nha. Dạ. Đây là hôm tả hôm mấy con. Ồ. Cá hô 200 mấy chục ký.